Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, cuộc đọ sức giữa đội tuyển U23 Indonesia và U23 Việt Nam tại Thái Lan đã kết thúc với tỷ số 0-0 trong 120 phút thi đấu của các hiệp chính và hiệp phụ. U23 Việt Nam sau đó đã giành chiến thắng 6 năm ở loạt sút luân lưu 11 m Thủ môn của U23 Indonesia, Hernando là người đã không sút thành công ở lượt sút thứ 6. Mang tâm trạng không thể vui khi bước vào phòng họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Shin tae -yong cho biết rằng Trước hết xin chúc mừng U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Tôi cũng đánh giá rất cao tất cả các cầu thủ của cả hai đội vì lối chơi và tinh thần của họ. Nhưng theo tôi, một số quyết định của trọng tài không thực sự chuẩn xác. Trước đây tôi đã nói rằng trọng tài có thể thay đổi diễn biến trận đấu. Các trọng tài chắc chắn là phải nhìn lại trận đấu này để xem xét những quyết định gây tranh cãi. Theo như tờ báo Suara, U23 Indonesia đã nhiều lần gặp bất lợi trước những quyết định tranh cãi của trọng tài ở trận chung kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt chỉ trích trọng tài biên bắt lỗi việt vị Kelly Sorer ở trong tình huống mà tiền đạo này có cơ hội tốt trước khung thành của U23 Việt Nam để ghi bàn. Kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12 năm 2019, thì thống kê cho thấy lần thứ 7 đối đầu với bóng đá Việt Nam kể từ khi sang Indonesia, huấn luyện viên Sintia Young vẫn không thể có được niềm vui U23 Indonesia đã thua Việt Nam với tỷ số 6 năm trên chấm luân lưu ở giải đấu lần này. Tính trong thời gian làm việc với các đội tuyển Indonesia, chiến lược gia kỳ cựu người Hàn Quốc đã có lần thứ hai lỡ hẹn với đỉnh Vinh Quang khi mà để thua ở trận chung kết. Trước đó, ông đã cùng với tuyển Indonesia thua Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020. Kết quả tốt nhất mà huấn luyện viên Sinteyang mang lại là chức vô địch U16 Đông Nam Á 2022 với chiến thắng trước U16 Việt Nam và ngôi á quân AFF Cup 2020 khi đội tuyển Indonesia không thể vượt qua được Thái Lan ở trận chung kết. Bởi khi mà đội tuyển U22 Indonesia giành được huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 2023 thì người ngồi trên ghế huấn luyện viên trưởng lại là huấn luyện viên Indra Siafri. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam đã mang đến cho ông những nỗi ám ảnh lớn trong các lần đối đầu, ngay cả khi ông từng chinh chiến ở tại World Cup. Trong quá khứ, ông Shin Tae-yong có 5 lần chạm trán với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo thời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, gồm có 3 thất bại và 2 trận hòa. Ngoài ra, huấn luyện viên trưởng các đội tuyển Indonesia còn có thêm một trận hòa và một thất bại nữa, bao gồm trận hòa 0-0 trước Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á và lần này là thua U23 Việt Nam ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023. Một câu chuyện đặc biệt là các đội tuyển Indonesia được huấn luyện viên Shin tae dẫn dắt vẫn chưa thể có một lần nào ghi nổi một bàn thắng vào lưới của Việt Nam. Bảy trận đấu liên tiếp không ghi bàn là một kỷ lục buồn trong sự nghiệp của nhà cầm quân người Hàn Quốc trước bóng đá Việt Nam bóng đá Việt Nam đã thực sự mang đến nỗi ám ảnh cho nhà cầm quân này. Cần nhắc rằng U23 Indonesia đã có không ít cơ hội ở trận chung kết này, nhưng vận may đã ngoảnh mặt với đội bóng của huấn luyện viên Shin trong khâu ghi bàn. Sanata đã phạt dội xà ngang ở trong hiệp 2 và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong tình huống đối mặt với thủ môn Quan Văn Chuẩn ở hiệp phụ. Một cầu thủ khác của Indonesia sút ra ngoài trong tình huống mà thủ môn Quan Văn Chuẩn không còn ở trong khung thành. Sau trận thua cay đắng trước U23 Việt Nam ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023, truyền thông của Indonesia đã chỉ ra những nguyên nhân khiến cho đội nhà thất bại trước đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Lý do đầu tiên được tờ báo Bola Okejon đưa ra là việc đội nhà đã phung phí những cơ hội ngon ăn. Theo như tờ báo này, U23 Indonesia đã gặp không ít khó khăn nhưng vẫn sở hữu những tình huống ăn bản rõ rệt. Tuy nhiên, toàn đội đã không thể tận dụng thành công. Với những cơ hội có được, toàn đội đã không thể chuyển hóa. Thực tế là có hai cơ hội thành bàn đến 99,99% ,99%, nhưng đã bị bỏ lỡ. Nguyên nhân tiếp theo được đưa ra là ở vấn đề thể lực. Tờ Bola Okezone nhận định rằng các cầu thủ của U23 Indonesia phải thi đấu với nhịp độ nhanh trong phần lớn thời gian. Do đó họ có dấu hiệu bị hụt hơi và không thể hiện được nhiều điều khi phải đá hiệp phụ. Theo như tờ báo này thì bản lĩnh ở trên chấm phạt đền cũng là yếu tố đã giúp cho U23 Việt Nam giành được chiến thắng. Dù rằng quốc Việt không thể ghi bàn khi đá 11m trong thời gian chính thức, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã làm tốt trên loạt sút luân lưu. 6 cầu thủ đá 11m của Việt Nam đều có kỹ thuật tốt. Họ đánh bại thủ thành Hernando bằng những pha dứt điểm cực kỳ khó. Thực tế là thủ môn đến từ câu lạc bộ Persebaya Surabaya cũng đã đoán đúng hướng vài lần. Dù vậy, kỹ năng dứt điểm tốt và bản lĩnh của họ đã khiến cho thủ môn của Indonesia không thể cản phá. Vấn đề nhân sự cũng được tờ Bola Okezon nhắc tới ở trong bài đánh giá này. Trang tin này cho biết rằng huấn luyện viên Sinteyang chỉ có 18 cầu thủ để đá trận chung kết nhưng đã bao gồm hai thủ môn dự bị. Vì thế ông nắm trong tay không có nhiều phương án về mặt chiến thuật. Điều cuối cùng mà tờ Bola Okezon đề cập đến chính là thủ môn Egnando. Thủ thành Egnando là người hùng khi mà liên tục cản phá thành công ở trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên phong độ đó đã không được thể hiện trên loạt sút luân lưu cậu ấy không thể cản phá thành công quả 11m. Đáng tiếc là cậu ấy còn sút hỏng pha luân lưu khiến cho U23 Indonesia chỉ về ở vị trí thứ hai. Về phía U23 Việt Nam, giới chuyên môn đánh giá rằng chức vô địch lần này mang đậm dấu ấn của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn với việc trao niềm tin cho các cầu thủ trẻ và xây dựng lối chơi kiểm soát bóng hiệu quả. Đây là một trận đấu căng thẳng, tôi rất vui bởi đây là lần đầu tiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia tôi có một danh hiệu vô địch. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã định hướng sử dụng và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ, cho nên tôi cảm thấy vui khi mà các cầu thủ trưởng thành rất nhanh. Có những cầu thủ mới 17, 18, 19 tuổi thi đấu nhiều, tôi mừng lắm. U23 Việt Nam đã vô địch với lực lượng trẻ trung và nhỏ tuổi hơn các đội khác. Tôi nghĩ là U23 Việt Nam là đội trẻ nhất giải. Vị huấn luyện viên người Khánh Hòa cũng cho rằng U23 Việt Nam đã chuẩn bị tốt và lường trước được việc U23 Indonesia sẽ xuống sức, nhờ vậy thi đấu điềm tĩnh và không mắc sai lầm. Chúng tôi đã xác định đây không phải là chủ quan, nhưng tôi tin U23 Việt Nam có ưu thế về thời gian. Tôi biết U23 Indonesia đã xuống sức sau trận gặp Thái Lan ở bán kết. Trong danh sách thi đấu, U23 Indonesia có 7 cầu thủ dự bị, trong đó có 2 thủ môn. Do đó, ban huấn luyện của đối thủ chỉ có 5 sự lựa chọn. Trên sân, một số cầu thủ U23 Indonesia đá chính lại không có được thể trạng tốt và sự chuẩn bị của U23 Việt Nam là hợp lý. Sau khi quốc Việt đá hỏng quả phạt đền thì tôi đã động viên các cầu thủ là tiếp tục chiến đấu bởi thời gian đang thuộc về chúng tôi, bàn thắng sớm muộn cũng sẽ đến. Tinh thần của các cầu thủ U23 Việt Nam ở trận này dường như là hơi căng, nhưng họ đã giữ được thăng bằng và không mất tinh thần sau quả đá phạt đền hỏng. Trước loạt sút cân não, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những lời khuyên hữu ích đối với các học trò. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm việc với tôi từ rất lâu, ít nhất là một năm mà nhiều nhất là ba năm. Tôi hiểu điểm mạnh của họ, những buổi tập gần đây, U23 Việt Nam đã tập suốt 11 mét và hầu hết các cầu thủ đều tham gia. Các cầu thủ suốt luân lưu rất đồng đều. Vấn đề ở đây là tôi hiểu rõ cầu thủ của mình để sắp xếp thứ tự đá luân lưu. Tôi cũng tính trước là trận đấu có thể sẽ kéo dài đến hai hiệp phụ. Diễn biến trận đấu cuối cùng cũng giống như là tôi đã dự định. Tôi chỉ nói ngắn gọn rằng chúng ta đã đi gần hết con đường rồi. Chúng ta có một cái bánh, chỉ thiếu một chút kem nữa là hoàn chỉnh. Và tôi nói rằng các cầu thủ hãy cố gắng tập trung cao độ và giải quyết tốt tình huống này. Ở giải đấu này nhiều tình huống chúng tôi chuẩn bị trước nhưng cũng có những tình huống không lường trước được như là pha bóng của Văn Trường ở vòng bảng chẳng hạn. Thật ra ở lứa tuổi này tình huống như vậy vẫn thường xuyên xảy ra hơn so với đội tuyển quốc gia. Triết lý của tôi là đặt kỷ luật lên hàng đầu. Tôi cho phép các cầu thủ sai nhưng các bạn không được lặp lại, phải sửa sai. Vậy nên các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn. Trận đấu kết thúc, tất cả mọi thứ trở lại bình thường vui vẻ. Bên cạnh đó ông cũng dành lời khen cho thủ môn quan Văn Chuẩn cậu học trò mà ông đã đặt niềm tin rất lớn ở giải đấu lần này và thủ môn trẻ của Hà Nội FC đã không làm ông thất vọng. Thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng, những sai lầm của Quan Văn Chuẩn dường như là đã bị cường điệu hóa bởi đó là lỗi mà nhiều thủ môn cũng mắc phải. Ở cấp độ này mình phải đặt niềm tin vào cầu thủ cho họ cơ hội để sửa sai. Quan Văn Chuẩn là thủ môn tiềm năng không chỉ với U23 mà còn cả đội tuyển Việt Nam. Nếu như vì những trận đấu đó mà tôi thay Quan Văn Chuẩn thì hôm nay cậu ấy đã không được nhận giải thủ môn xuất sắc nhất giải. Tôi phải tin cầu thủ và cầu thủ dựa rất nhiều vào niềm tin của ban huấn luyện. Và sự tin tưởng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đối với Quan Văn Chuẩn đã được đền đáp, thủ môn của Hanoi FC đã trở thành thủ môn xuất sắc nhất giải bên cạnh vua phá lưới Đinh Xuân Tiến. Ít phút sau khi đăng quang cùng với U23 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ đầy xúc động trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình. Ông viết rằng: "Các em đã nâng tôi lên, tôi lại càng thấy mình nhỏ lại." Thành tích này xin thương yêu gửi người hâm mộ, những người đã kiên nhẫn, chờ đợi, nhiều lúc cả thất vọng đối với tôi. Bóng đá là thế, nghề huấn luyện viên là thế, giữa vinh quang và cay đắng, danh giới nhiều khi chỉ như một trận đấu, chỉ như một loạt sút luân lưu. Lãnh đạo VFF đã tin tưởng tạo điều kiện cho tôi, đấy là niềm cổ vũ tuyệt vời. Nếu như không được các anh lãnh đạo VFF thấu hiểu thì tôi không có được đêm nay. Chiếc cúp này sẽ tạo cảm hứng, niềm tin cho tôi và các học trò hướng tới tương lai tươi mới của bóng đá Việt Nam. Trận đấu này như định mệnh sẽ góp phần thay đổi nhiều định kiến quan niệm. Thầy xin cảm ơn các chiến binh nhỏ tuổi. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã gắn bó với các đội tuyển trẻ Việt Nam trong khoảng thời gian rất dài là khoảng 10 năm qua. Trong quãng thời gian đó, ông Tuấn đã từng cùng với U19 Việt Nam làm nên kỳ tích với tấm vé dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 và từng cùng với thế hệ của Quang Hải vào đến chung kết U19 Đông Nam Á, nhưng danh hiệu vô địch của một giải đấu chính thức thì vẫn là điều gì đó gần như rất khó khăn để cho chiến lược gia 55 tuổi này có thể đạt đến. Trước đó, ông Tuấn cũng không có duyên với danh hiệu ở cấp câu lạc bộ khi những đội bóng mà ông dẫn dắt như Khánh Hòa hay Hải Phòng ở thời điểm cách đây khoảng hơn 10 năm không có đủ tiềm lực để cạnh tranh những danh hiệu nhưng mọi chuyện đã khác ở giải đấu U23 Đông Nam Á 2023. U23 Việt Nam với sự kết hợp tốt giữa những cầu thủ có kinh nghiệm và những gương mặt trẻ có thời gian làm việc cùng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã giúp cho nhà cầm quân gốc Khánh Hòa giải tỏa được cơn khát danh hiệu trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn luôn chia sẻ rằng nhiệm vụ chính của ông là giúp đỡ, đào tạo các cầu thủ trẻ để cho họ có thể trở thành những trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong tương lai, nhưng những danh hiệu như là U23 Đông Nam Á 2023 cũng rất quan trọng đối với huấn luyện viên này, bởi đây có thể xem như là thành quả cho sự đóng góp của ông với bóng đá trẻ Việt Nam trong suốt những năm qua. Có lẽ cảm xúc tuyệt vời này đối với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng như các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ còn kéo dài, nhưng nhà cầm quân gốc Khánh Hòa vẫn không quên nhắn nhủ các học trò về mục tiêu phía trước. Tôi chỉ ngủ 2 tiếng rồi ra sân bay về nước thôi, chứ không ngủ được mấy. Tôi vui vì những cầu thủ trẻ tuổi đã được vào sân. Những sự chuẩn bị đã diễn ra như mong muốn của mình. Còn trong tương lai thì tất cả phải nỗ lực thêm nữa cho các danh hiệu. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.